Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình có thêm một chiếc Seiko Limited. Chiếc Seiko này cũng rất là tuyệt. Với một cái chiếc Seiko mà hộp dài như này thì các bạn sẽ thấy ngay đó là một phiên bản đặc biệt. Và phiên bản này của mình đây là một chiếc mới 100% các bạn nhé. Mình sẽ kéo cái hộp này ra cho anh em xem. Nó khá là giống cái phiên bản Azure mà có hai cái nó có hai bộ dây giống như lần trước mình đã quay. Và chiếc này thì các bạn cũng sẽ được tặng một bộ dây đi kèm. Chúng ta sẽ có giấy tờ và sổ sách ở đây. Đó, cái này thì nó được mua mới và các bạn có thể thấy ngay đó là chiếc Sari, chiếc này là Sari 136 và nó có số limited là 1.344/8.000. Và chiếc này được mua vào tháng 10 năm 2019 và sau đó được chuyển về Việt Nam. Đây là một chiếc mới 100%. Các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta sẽ có một cái hộp bằng da được làm với cái màu nâu và cái da này rất là mềm. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái miếng nó giống như là một miếng đồng, như ở đây một miếng kim loại giả đồng và nó có dòng chữ là Seiko Preset. Mở ra thì chúng ta sẽ thấy ở phía trong có dòng chữ thêm dòng chữ Limited Edition nữa và ở dưới này thì sẽ là nhân vật chính của chúng ta hôm nay. Đó là chiếc Seiko Preset Sari 136. Và chiếc này thì có được tặng kèm một sợi dây da nữa và đi kèm với nó là một sợi dây da B màu nâu đậm và chúng ta sẽ được tặng kèm một sợi dây da màu nâu nữa và sợi dây da này là được làm da cá sấu và các bạn có thể thấy ngay là cái điểm đặc biệt là hai sợi dây này thì đều được tặng hai cái khóa đó. Chiếc Sari này thì là một phiên bản gọi limited của dòng Seiko Cocktail. Đó, và với dòng Seiko Preset Cocktail thì các bạn đã biết khá là nhiều rồi, bởi vì iSet cũng lên khá là nhiều những cái video của dòng này. Mặt dial của chiếc này thì được làm với một cái màu nâu sô cô la và nó có cái vân là amber. Đó, cái vân này thì các bạn nhìn ở ngoài thì các bạn sẽ thấy rất là rõ. Và khi các bạn có những cái hình ảnh ở ngoài, mình sẽ chụp những cái hình ảnh macro và đưa lên fanpage của iSet để cho các bạn xem. Vân của nó là hàng triệu những cái vân ngang và dọc đan chéo và lẫn nhau và nó có cái màu nâu đậm và sau đó là trải dần ra phía ngoài có màu nâu đậm hơn và thành màu đen đó. Chiếc này thì có size là 40.5mm và nó sẽ phù hợp với tay anh em từ khoảng 16cm trở lên đeo là đẹp. Phía ngoài thì chúng ta sử dụng bộ thân được làm bằng thép không gỉ và sau đó được là mạ màu vàng và Seiko gọi màu vàng này là màu vàng sâm banh. Nó khác lại so với những cái màu vàng hồng cũng như là màu vàng vàng của dòng cocktail và nó là màu vàng sâm banh. Đây là một cái màu mạ vàng riêng cho cái phiên bản Limited Edition này. Ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có dòng chữ là Seiko Preset Automatic. Đó, các bạn sẽ thấy những cái vân nó gần như là kiểu vân vintage đánh xước của chúng ta ở trong mặt dial, được làm khá là độc đáo và đẹp. Chúng ta sẽ có một cái kim chỉ Power Reserve và kim này được kéo dài từ góc 12 giờ cho đến góc 4 giờ. Đó, và bộ máy của chiếc này thì cũng sử dụng bộ máy in-house của Seiko. Ở góc 6 giờ thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái sắp đều lịch ngày và lịch ngày này thì được chỉ bởi một cái kim. Tất cả bộ kim và cọc số của chiếc đồng hồ này thì đều được Seiko mạ vàng cho nó giống với cái màu vàng ở phía ngoài và để nó nổi bật trên cái nền mặt màu nâu của mặt dial rất là đặc biệt này, vân amber line này. Đó, các bạn có thể thấy rất rõ là cái vân này. Đó. Ở góc bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm chính với logo chữ S của Seiko. Và ở đây sau thì chúng ta sẽ thấy ngay cái bộ máy của chiếc này. Đó là bộ máy 4R57A. Đây là một trong những cái bộ máy gần như là cao cấp nhất của dòng 4R. Bộ máy này thì sẽ có 29 chân kính, có 21.600 tần số động và 41 giờ tích cót. Ở đáy sau này vẫn còn nguyên cái siêu ni lông, cho nên các bạn thấy cảm giác nó hơi mờ một chút. Đó, vẫn còn nguyên cái siêu ni lông này. Số Limited Edition của chiếc này thì được thể hiện ở phần dưới này. Các bạn sẽ thấy ngay rõ là 1.344/8.000. Thân thép không gỉ, độ chống nước 53 và serial number cũng như dòng chữ Made in Japan không thể thiếu trên những dòng sản phẩm Seiko Preset. Đi kèm với nó là một sợi dây da B màu nâu khá là mềm và như mình đã nói với anh em, màu nâu này thì nó sẽ được làm màu nâu đậm và sau đó là các cái chỉ của chúng ta sẽ được làm màu nâu nhạt hơn. Và đi kèm với nó là một cái khóa gập đặc trưng của dòng Seiko và chúng ta đã thấy rất là nhiều rồi. Sợi dây đi kèm của nó thì cũng được làm khá là đẹp với cái vân cá sấu. Và các bạn có thể thấy ở đây là Seiko còn cẩn thận là giữa hai sợi dây này của chúng ta thì sẽ có cái phần là
tun để thay thế nhanh cái sợi dây, và các bạn sẽ chỉ cần không cần phải sử dụng cái gì cả, chúng ta sẽ chỉ cần móng tay để chúng ta có thể thay thế sợi dây này rất là dễ dàng, để chúng ta có thể thay thế giữa hai sợi dây. Và điểm đặc biệt là Seiko đã tặng thêm một cái khóa, thì các bạn sẽ không phải chuyển khóa khi mà các bạn thay dây các bạn nhé, chúng ta vẫn có thể sử dụng dây bình thường. Chiếc Seiko preset này thì được bán với giá retail vào khoảng 85.000 yên. Với 85.000 yên cộng thêm thuế má nó khoảng gần 100.000 yên, thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng tầm 24 đến 25 triệu để mua nếu mà full thuế ship. Còn với cái giá bên mình bán chiếc này thì săn sale được một chiếc khá là đẹp, và chiếc này bên mình bán với giá là 13.990.000. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc Seiko preset này thì anh em có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.